Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau nhiều lần chuyển viện, người đàn ông bỏng toàn thân ở Bạc Liêu nghi do tự thiêu đã tử vong. Phản ánh của khán giả Nguyên Hoàng có số điện thoại 0123 3 số cuối 760. Ba xe máy tông nhau, 5 người thương vong. Tai nạn xảy ra trong đêm trên tỉnh lộ 769, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Phản ánh của khán giả Phạm Xuân Thời, trú tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Thiếu trầm trọng gương cầu trên tuyến đường đèo Phượng Hoàng dài 10 km nối Khánh Hòa và Đắk Lắk. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 623. Nhặt được gần 90 triệu đồng bị đánh rơi, anh Trần Vũ Luân, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã quyết tìm ra chủ nhân của số tiền và trả lại cho người đánh mất. Câu chuyện về việc làm tử tế của người giáo viên phố núi đã được khán giả Nguyễn Thanh Liên có số điện thoại 0982 3 số cuối 983 chia sẻ tới chương trình. Chiêm ngưỡng bộ sưu tập độc đáo gồm hơn 1.000 món đồ cổ của lão nông trồng dừa ở Bến Tre qua clip do khán giả Đức Anh có số điện thoại 0986 3 số cuối 663 chia sẻ tới chương trình. Sau đây là nội dung chi tiết. Khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận và cấp cứu một bệnh nhân nam trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, nhập viện trong tình trạng bị bỏng toàn thân, vết thương chiếm khoảng 95% cơ thể. Thông tin từ khán giả Nguyên Hoàng có số điện thoại 0123 3 số cuối 760. Do tình trạng quá nặng, sau đó bệnh nhân phải chuyển viện. Nạn nhân tên Phương, 46 tuổi. Thông tin từ người dân ở gần nhà nạn nhân cho biết, vào chiều tối cùng ngày, ông Phương có đi nhậu với một số hàng xóm. Sau khi nhậu xong về nhà, đã xảy ra cãi vã với vợ. Sau đó, vợ ông đã bỏ qua nhà họ hàng để tránh tiếp tục xích mích. Một lúc sau, ông Phương đã qua nhà họ hàng gọi vợ con về nhưng không được. Sau hơn 10 phút, người dân phát hiện từ nhà ông Phương có ngọn lửa bùng phát cùng với tiếng la hét thất thanh. Ngay lập tức, mọi người ập đến hiện trường để ứng cứu, thì thấy ông Phương nằm ở góc nhà trong tình trạng đã cháy xém, trên người quấn một cái mền, hiện trường nồng nặc mùi xăng. Nạn nhân ngay sau đó được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Hòa Bình và Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, ông Phương đã được tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu, nhưng trên đường đi thì đã tử vong. Từ thành phố Hồ Chí Minh, khán giả Gia Huy có số điện thoại 0979 và số cuối 907 cho biết, chiều ngày 14 tháng 3, người dân sống tại phường Hiệp Phú, quận 9 đã phát hiện xác của một phụ nữ trong nhà tắm. Tới chiều tối cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường mới được cơ quan chức năng hoàn tất. Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, người dân sống trong hẻm 58 đường Tân Lập 1, khu phố 3, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh không thấy bà Trần Ngọc Hương, sinh năm 1941, sống tại trong căn nhà 58/4 ra khỏi nhà, cửa đóng kín nên đến gọi cửa. Không thấy ai trả lời, người dân lại gần để kiểm tra thì phát hiện cửa khóa trái, đã trình báo cơ quan công an. Khi lực lượng chức năng phá cửa vào bên trong thì phát hiện bà Hương chết trong nhà tắm, thi thể trong tình trạng phân hủy. Ngay sau đó, công an quận 9 đã đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng. Được biết, bà Hương sống một mình trong căn nhà nói trên. Sáng ngày 15 tháng 3, công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có hơn 400 kg pháo được thu hồi từ các vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép. Đây là toàn bộ số pháo được công an huyện Kỳ Anh thu giữ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Dưới đây là một số hình ảnh mà khán giả Mạnh Hải có số điện thoại 0979 3 số cuối 687 ghi lại và cung cấp tới chương trình. Trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Công an huyện Kỳ Anh đã đấu tranh bắt giữ 27 vụ với 33 đối tượng, thu hồi trên 482 kg pháo, gồm nhiều loại pháo như pháo lựu đạn, pháo sàn, pháo tép, có nguồn gốc từ Trung Quốc, Thái Lan, được các đối tượng vận chuyển nhập lậu qua các đường tiểu ngạch ven tuyến biên giới, đưa vào địa bàn,
và khởi tố một đối tượng. Để đảm bảo an toàn và thực hiện tiêu hủy số lượng pháo đã thu được trong quá trình đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập hội đồng tiêu hủy toàn bộ số pháo nói trên. Ngay sau khi tiêu hủy, Công an huyện Kỳ Anh đã tiến hành chôn lấp toàn bộ số pháo để không còn khả năng tái sử dụng. Chuyển sang một số phản ánh về an toàn giao thông. Sáng ngày 15 tháng 3, Công an huyện Thống Nhất phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa 3 xe máy xảy ra vào đêm ngày 14 tháng 3 trên tỉnh lộ DT769. Theo thông tin mà khán giả Phạm Xuân Thời, một người dân địa phương tìm hiểu được, thì vụ việc đã khiến 5 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, anh Lương Quốc Hải, 18 tuổi, trú tại ấp Trần Hưng Đạo, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, điều khiển xe máy biển số 60B7-21249 lưu thông trên tỉnh lộ 769, hướng từ ngã tư Dầu Dây về xã lộ 25. Khi đi đến đoạn đường trên, do vượt xe đầu kéo biển số 50LD-04000 kéo theo rơ móc biển số 51R-05008, do anh Nguyễn Văn Tâm, 31 tuổi, ngụ ở xã Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển, nên đã tông vào xe máy biển số 60AH01474 do anh Lê Trung Nghĩa, 16 tuổi, ngụ khu Bầu Ao, ấp Trần Cao Vân, xã Bầu Hàm 2, huyện Thống Nhất điều khiển, chạy chiều ngược lại, chở phía sau Lê Văn Dĩ, 18 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất. Sau đó, xe máy biển số 60AH01474 mất thăng bằng, lao về phía trước, đâm tiếp vào xe máy biển số 60AH02023 do anh Trần Trung Tín, 16 tuổi điều khiển, chở phía sau Trần Trung Hiếu, 14 tuổi. Cả hai đều trú tại ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, lưu thông cùng chiều phía trước, làm cả hai xe máy và 4 người trên xe té xuống đường bất tỉnh. Sau khi đụng vào xe máy biển số 60AH01470, xe máy biển số 60B7-21249 và anh Hải té xuống đường, bị bánh sau bên trái của rơ móc biển số 51R05008 cán lên người và xe máy. Tai nạn xảy ra làm anh Hải tử vong tại chỗ, riêng anh Lê Trung Nghĩa và Trần Trung Tín bị thương nặng. Mặc dù được người dân kịp thời đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước khi tới bệnh viện. Hai anh Dĩ và Hiếu bị thương nặng, phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến trên trong tình trạng nguy kịch. Ghi nhận tại hiện trường, xe máy biển số 60B7-21249 và người điều khiển bị bánh xe đầu kéo cán qua, xe máy biến dạng. Hai xe máy biển số 60AH02023 và xe máy biển số 60AH01470 cùng các nạn nhân văng ra xa hàng chục mét. Còn người dân sống dọc tuyến đường tỉnh lộ 769 cho biết, đường này rất nhỏ hẹp, chỉ có 2 làn đường dành cho xe ô tô, làn đường dành cho xe máy rất hẹp, nên người điều khiển phương tiện xe 2 bánh phải đi vào làn đường dành cho xe ô tô rất nguy hiểm và thường xuyên xảy ra tai nạn. Người dân nơi đây đã nhiều lần kiến nghị phản ánh tại các cuộc họp, cũng như tiếp xúc cử tri về việc mở rộng làn đường đi lại để được thuận tiện hơn, nhưng đến nay vẫn chưa được cơ quan chức năng triển khai thực hiện. Sáng ngày 15 tháng 3, trên cầu Tháp 10 thuộc khóm 1 thị trấn Mỹ Anh, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa một xe đầu kéo và một xe máy, khiến một em nhỏ bị thương phải đi cấp cứu. Khán giả Vũ Chiến có số điện thoại 0939 và số cuối 655, người cung cấp thông tin và hình ảnh về vụ việc tới chương trình cho biết nạn nhân đã bị nạn khi trên đường tới trường. Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 15 tháng 3, xe đầu kéo biển kiểm soát 51R17948 do tài xế Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 1977, quê ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu điều khiển. Khi đi đến cầu Tháp 10 của khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 66F1-10173 của anh Nguyễn Phước Thọ ở thị trấn Mỹ An, đang trên đường chở con đi học, chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến anh Thọ bị xây sát nhẹ, cháu nhỏ bị đa chấn thương, được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, xe mô tô hư hỏng nặng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Đèo Phượng Hoàng nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk có rất nhiều cua ngoặt nguy hiểm, nhưng theo ghi nhận của khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại 0912 3 số cuối 623 thì hiện nay suốt 10 km đường đèo lại chỉ có đúng 3 gương cầu. Điều này đã gây bất an cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường quanh co nguy hiểm. Đèo Phượng Hoàng là một ngọn đèo hiểm trở nối hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa, có rất nhiều cua ngoặt hình chữ U nguy hiểm. Đã xảy ra nhiều tai nạn giao thông trên ngọn đèo này. Tuy nhiên, cho đến hiện nay, không hiểu vì sao với trên 10 km đường đèo lại chỉ có đúng 3 gương cầu lồi được ngành chức năng lắp đặt. Không những thế, 3 gương cầu này lại đặt rất gần nhau, chỉ cách nhau vài trăm mét. Suốt đoạn đèo còn lại không hề có gương cầu đã gây trở ngại rất nhiều đối với các phương tiện lưu thông trên đèo khi không nhìn thấy nhau tại các đoạn cua. Đối với các lái xe, gương cầu là một thiết bị cảnh báo rất cần thiết tại các cua ngoặt hình chữ U trên các ngọn đèo để các phương tiện chạy hai chiều dễ dàng nhìn thấy nhau khi đến đoạn cua. Theo anh Toàn, sự thiếu hụt nghiêm trọng của thiết bị đảm bảo an toàn giao thông trên đèo Phượng Hoàng là vô cùng nguy hiểm, khiến các cánh tài xế luôn bất an khi chạy trên đèo. Gửi clip tới chương trình, anh Toàn rất mong các ngành chức năng hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk sớm cho lắp đặt thêm gương cầu để đảm bảo an toàn giao thông trên ngọn đèo này. Nhằm tạo hình ảnh đẹp đến với du khách khi lựa chọn thành phố biển Vũng Tàu du lịch, đồng thời xây dựng thành phố xanh sạch đẹp, Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã cắm rất nhiều biển báo, nghiêm cấm các hành vi tụ tập ăn, nhậu tại các khu vực công viên bãi biển. Nhưng nhiều du khách dường như đang phớt lờ biển cảnh cáo, cố tình vi phạm gây mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường. Dưới đây là một số hình ảnh mà khán giả Nguyễn Đình Ngọc có số điện thoại 0168 3 số cuối 784 ghi lại và gửi tới phản ánh cùng chương trình. Dọc các công viên ven biển của thành phố Vũng Tàu, đầu du khách cũng dễ dàng bắt gặp nhiều biển báo với các hành vi bị nghiêm cấm tại bãi biển và nơi công cộng. Trên biển báo có ghi rõ nghiêm cấm các hành vi ăn, nhậu, nấu nướng và xả rác với mức phạt khá nặng từ 3 đến 5 triệu đồng. Nhưng trên thực tế, nhiều du khách vẫn ngang nhiên đem đồ ăn, nước uống, thậm chí là chải bạt lớn lên hẳn mặt cỏ của công viên để cùng gia đình vui chơi ngay dưới biển báo cấm. Không những thế, sau khi ăn xong, du khách còn thản nhiên bỏ rác lại vị trí mình ngồi, dù thùng rác chỉ cách họ không xa. Trường hợp trên thường xuyên xảy ra, nhất là vào những ngày cuối tuần khi du khách đổ về Vũng Tàu. Khán giả Nguyễn Đình Ngọc cho rằng hình ảnh trên các du khách đã tạo nên hình ảnh không tốt về thành phố xanh sạch đẹp, gây phản cảm với các du khách nước ngoài, làm mất mỹ quan đô thị. Thanh Ngọc, chính quyền và các ban ngành chức năng thành phố cần thường xuyên kiểm tra và nhắc nhở, đồng thời có chế tài xử phạt với các hành vi vi phạm nhằm đem lại cho thành phố Vũng Tàu hình ảnh văn minh hơn, sạch đẹp hơn đến với du khách trong và ngoài nước. Thưa quý vị và các bạn, trong lúc khó khăn và vừa bị chấm dứt hợp đồng lao động, sau khi nhặt được số tiền lớn, thầy giáo trẻ Trần Vũ Luân, tạm trú tại phường Iagring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã tìm mọi cách để trả lại tiền cho người bị mất. Câu chuyện bình dị, song rất đáng trân quý ấy của thầy giáo trẻ đã góp phần tô điểm cho những hành động đẹp, những việc làm tử tế trong cuộc sống thường nhật. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ người giáo viên này qua clip dưới đây do khán giả Nguyễn Thanh Liên có số điện thoại 0982 3 số cuối 983 cung cấp tới chương trình. Trước đó khoảng 5 giờ sáng ngày 12 tháng 3, trong lúc đi tập thể dục, thầy giáo Trần Vũ Luân đã tình cờ nhặt được một chiếc ví màu đen trước cổng nhà trọ mình ở tại đường Võ Trung Thành, thành phố Pleiku. Bên trong có một số giấy tờ tùy thân và số tiền hơn 88 triệu đồng. Không một chút đắn đo, ngày sau đó, thầy giáo Trần Vũ Luân đã rủ bạn cùng phòng tìm mọi cách liên lạc để trả lại cho người bị mất. Đầu tiên của em là phải tìm người trả lại ngay.
Thứ hai là em nghĩ là nếu mà đặt mình vào cái hoàn cảnh đó mà mất cái số tiền này thì chắc chắn là rất là đau khổ. Việc đầu tiên em nghĩ đến là phải lên công an để trình báo lại để đưa cái số tiền này cho người bị mất. Được biết, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, Trần Vũ Luân được nhận vào dạy hợp đồng 6 tháng tại trường Trung học cơ sở Hùng Vương, thị trấn Ea Kha, huyện Ea Rai. Dù được lãnh đạo đơn vị và đồng nghiệp đánh giá tốt, song hợp đồng này đã hết hạn nên Trần Vũ Luân phải quay trở lại thành phố Pleiku đi làm gia sư. Công việc còn bấp bênh, song hành động đẹp của thầy giáo trẻ Trần Vũ Luân được nhiều người khen ngợi. Vui chứ, nó làm vậy thì nó tốt thì mình cũng vui lây, số tiền đó cũng lớn chứ đâu phải là nhỏ đâu. Thầy giáo trẻ Trần Vũ Luân, dù hành trình tìm việc phía trước hẳn còn không ít khó khăn, thử thách, song anh vẫn luôn lạc quan và tin rằng mình sẽ luôn gắn bó với nghề giáo, một trong những nghề cao quý. Vì là mình làm được một việc tốt thì em cũng làm một cái việc gọi là bình thường mà theo em nghĩ thì chắc mọi người nếu mà gặp trường hợp như em thì cũng sẽ làm như em. Em hy vọng là cái việc làm của em lần này thì sẽ lan tỏa đến những em học sinh của em. Thì để cho sau này là nhiều em học sinh là có thể đó là thấy một cái việc tốt của thầy và sau này sẽ noi theo và sẽ có nhiều việc tốt hơn như thế nữa thì sẽ tạo ra một cái xã hội nó tốt đẹp hơn. Chị Liên cho rằng mặc dù ngày hôm nay Trần Vũ Luân không còn đứng trên bục giảng để trực tiếp dạy chữ và rèn người cho các học trò của mình, nhưng hành động tìm trả lại đồ số tiền rất lớn cho người đánh rơi cũng đã là một thông điệp rất đẹp mà anh tiếp tục gửi vào cổng trường cho các bạn nhỏ. Hy vọng Trần Vũ Luân sớm toại nguyện ước mơ được trở thành đứng lại trên bục giảng và anh sẽ luôn là tấm gương sáng cho con trẻ. Được biết, sau sự việc xảy ra thì Công an thành phố Pleiku cho biết sẽ đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phố Pleiku khen thưởng cho anh Luân đã có hành động cao đẹp và trả lại tiền cho người đánh mất. Gần 40 năm qua, với niềm đam mê và mong muốn gìn giữ truyền thống gia đình, một nông dân trồng dừa tại tỉnh Bến Tre đã dày công sưu tập hàng ngàn món đồ gốm, đồng đồ cổ. Trong phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị cùng chiêm ngưỡng bộ sưu tập độc đáo và vô cùng quý giá này qua clip do khán giả Đức Anh có số điện thoại 0986 và số cuối 663 chia sẻ tới chương trình. Ông Trần Công Khánh, tức Sáu Khánh, 58 tuổi, trú tại ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre chia sẻ, với ông không có niềm đam mê nào lớn bằng việc sưu tầm đồ gốm sứ, đồ đồng cổ. Trong ngôi nhà rộng hơn 100 m², các món cổ vật được ông sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Ông cho biết chính ông cũng không biết chính xác mình đang sở hữu bao nhiêu món. Tính sơ sơ có 15 chiếc đèn cổ hay còn gọi là đèn Tây, 7 bộ lư đồng, 10 cái lục bình, 3 nghi thờ, 2 bộ trường kỳ, 20 tấm liễn và hàng ngàn đồ gốm sứ cổ từ chén đĩa, tô, ché, thố đến ly tách, bình trà. Đa số có niên đại từ đầu thế kỷ 19, một số hiện vật từ thế kỷ 17, 18. Nhiều món đồ cổ có xuất xứ từ Việt Nam hoặc các nước như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản. Nói thẳng là món nào cũng đam mê thích riêng biệt hết. Nhưng mà đặc biệt nhất là hồi bắt đầu mình biết chơi là cái bình để ngay giữa cái bộ trình kỷ đó với một cái đèn treo. Đó là đầu tiên mình chơi nó, thành ra nó có nhiều cái kỷ niệm lắm. Rồi sau này có nhiều cái món đồ tôi đi tìm về làm ra được cũng kỷ niệm luôn. Nói thẳng là món đồ nào cũng có cái kỷ niệm riêng hết. Chỉ chừng nào mình mệt mỏi mới ngưng cái vụ sưu tập này. Nó thấm vô đầu não, vô máu mình là không bao giờ bỏ được. Khán giả Đức Anh chia sẻ thêm, không chỉ sưu tầm đồ cổ, ông Sáu Khánh còn cải tạo mảnh vườn phục vụ du khách. Ông trồng dừa, cau, một số loại trái cây và nuôi cá dưới mương dừa trên 5 công đất. Khách tới ông sẽ tặng một cái quạt mo lưu niệm, rồi cho khách trèo dừa, chặt dừa uống, cất vó cho họ xem cá. Qua trò chuyện, khán giả Đức Anh được ông Khánh chia sẻ, ông làm việc này chủ yếu vì ham vui, muốn quảng bá hình ảnh tỉnh nhà và tìm bạn tâm giao và hoàn toàn không đòi hỏi vì tiền bạc. Cũng vì thế mà trong nhiều năm nay, bảo tàng nhỏ của ông Sáu Khánh đã trở thành điểm tham quan hấp dẫn đối với du khách nước ngoài, nhất là các du khách đến từ Pháp, Đức và Canada. Phần cuối chương trình mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Khoảng 20 giờ ngày 14 tháng 3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận và cấp cứu cho một bệnh nhân nam trú tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
nhập viện trong tình trạng bị bỏng toàn thân. Vết bỏng chiếm khoảng 95% cơ thể do tình trạng quá nặng. Sau đó bệnh nhân phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đã tử vong trên đường vận chuyển. Phản ánh của khán giả Nguyên Hoàng từ số điện thoại 0123 3 số cuối 760. Sáng ngày 15 tháng 3, Công an huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành tiêu hủy hơn 400 kg pháo được thu hồi từ các vụ buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép. Số pháo này được Công an huyện Kỳ Anh thu giữ trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Clip do khán giả Mạnh Hải, số điện thoại 0979 và số cuối 687 cung cấp. Sáng ngày 15 tháng 3, Công an huyện Thống Nhất phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng giữa 3 xe máy xảy ra vào đêm ngày 14 tháng 3 trên tỉnh lộ DT-769. Vụ việc đã khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương nặng. Được biết, tuyến đường này khá nhỏ hẹp nhưng mật độ xe tải trọng lớn lưu thông dày đặc. Phản ánh của khán giả Phạm Xuân Thời, trú tại huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Sáng ngày 15 tháng 3, trên cầu Tháp 10 thuộc khóm 1, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa một xe đầu kéo và xe máy, khiến một cháu nhỏ bị đa chấn thương, phải nhập viện cấp cứu. Được biết, cháu bé đang được bố đưa đi học thì xảy ra tai nạn, người bố bị xây sát nhẹ. Thông tin về hình ảnh do khán giả Vũ Chiến, số điện thoại 0939, 3 số cuối 655 cung cấp. Đèo Phượng Hoàng nối hai tỉnh Khánh Hòa và Đắk Lắk có rất nhiều cua ngoặt nguy hiểm. Nhưng hiện nay, suốt 10 km đường đèo lại chỉ có đúng 3 gương cầu. Điều này đã gây bất an cho các phương tiện khi lưu thông trên tuyến đường đèo quanh co nguy hiểm. Phản ánh của khán giả Nguyễn Văn Toàn, số điện thoại 0912, 3 số cuối 623. Mặc dù đã có rất nhiều biển báo nghiêm cấm các hành vi tụ tập, ăn nhậu tại khu vực công viên bãi biển thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, song nhiều du khách dường như đang phớt lờ quy định, cố tình vi phạm, gây mất mỹ quan. Không những thế, sau khi ăn xong, du khách còn thản nhiên vứt rác bừa bãi, khiến bờ biển trở nên nhếch nhác, bẩn thỉu. Phản ánh của khán giả Nguyễn Đình Ngọc, số điện thoại 0168, 3 số cuối 784. Trong lúc khó khăn và vừa bị chấm dứt hợp đồng lao động, sau khi nhận được số tiền rất lớn lên tới gần 90 triệu đồng, thầy giáo trẻ Trần Vũ Luân, tạm trú tại phường Eakring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã tìm mọi cách để trả lại tiền cho người bị mất. Câu chuyện bình dị, song rất đáng trân quý ấy của thầy giáo trẻ đã góp phần điểm tô những hành động đẹp, những việc làm tử tế trong cuộc sống thường nhật. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thanh Liên, số điện thoại 0982, và số cuối 983. Gần 40 năm qua, với niềm đam mê và mong muốn giữ gìn truyền thống gia đình, ông Trần Công Khánh, 58 tuổi, ngụ ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre, đã dày công sưu tập hàng ngàn món đồ gốm, đồ đồng cổ. Không chỉ sưu tầm cổ vật, ông Sáu Khánh còn cải tạo mảnh vườn phục vụ du khách mà không đòi hỏi tiền bạc. Clip do khán giả Đức Anh, số điện thoại 0986, 3 số cuối 663 chia sẻ với chương trình. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được phép khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.